Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình xin phép được hướng dẫn vẽ Bồ Tát Di Lặc thật là đơn giản. Trước tiên, chúng ta sẽ kẻ một ô vuông và kẻ một đường chính giữa để định hình khuôn mặt của Ngài. Sau đó chúng ta tiến hành phác thảo khuôn mặt của Ngài. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục vẽ đến tai, mắt, mũi, miệng. Kế đến thì chúng ta bắt đầu vẽ tay và áo của Ngài. Sau đó ta sẽ vẽ một đường tròn phác thảo để vẽ sâu chuỗi của Ngài cầm trên tay. Chúng ta tiến hành vẽ tay và y áo còn lại. Bây giờ thì chúng ta tiến hành vẽ một cành sen trên tay Ngài để nhìn cho đỡ đơn điệu bức tranh nhé các bạn. Chúng ta lại tiếp tục vẽ phần quần của Ngài. Bây giờ mình sẽ vẽ một chiếc nơ thật xinh xinh cột vào phần bụng của Ngài, để nhìn bức tranh thật là dễ thương và tạo sự đáng yêu trong bức tranh chibi mà chúng ta đang cùng nhau vẽ. Cuối cùng thì chúng ta vẽ chân cho Ngài và vạt áo của Ngài sao cho thật là mềm mại. Bây giờ thì chúng ta tiến hành tô màu nha. Màu bút chì của mình hiệu là Daily, thì trước tiên mình sẽ tô màu da của Ngài. Mình tô số 118, màu hồng nhạt đó các bạn. Mình vẫn dùng cây bút chì số 118 để đánh má hồng cho Ngài. Tiếp theo, mình sẽ dùng cây chì màu xanh dương số 135 để viền y áo cho Ngài. Chúng ta tiếp tục dùng cây viết màu xanh số 135 tô y áo của Ngài. Đây là màu của mình chọn, cho nên khi các bạn thích, các bạn có thể phối màu khác nhé. Mình sẽ dùng màu xanh lá cây số 143 để tiếp tục vẽ cành sen mà Ngài cầm trên tay. Chúng ta chấm vài chấm trên cành sen để tạo độ chân thật. Bây giờ mình chọn màu hồng tím số 122 để tiếp tục tô vẽ hoa sen. Mình dùng bút đỏ số 115 để tô chấm đỏ trên trán của Ngài và miệng của Ngài. Lần lượt chúng ta sẽ lấy hai cây bút số 118 và 119 để vẽ lưỡi và ở trong họng của Ngài. Mình sẽ dùng màu nâu số 153 để vẽ và tô màu những hạt trên sâu chuỗi của Ngài. Bây giờ thì mình dùng màu vàng số 104 để tô chui sâu chuỗi của Ngài. Mình dùng cây chì màu đỏ số 115 để tô chui và loang màu một chút và màu vàng ngay chui sâu chuỗi của Ngài. Mình dùng màu xanh số 149 để tô vẽ thắt lưng cho Ngài. Mình dùng cây chì màu xanh số 132 để viền cho áo của Ngài nhìn nổi bật hơn. Thì chúng ta lại dùng viết chì để đồ lại cho đậm những nét trên gương mặt của Ngài và tay, chân để nhìn bức hình cho rõ ràng hơn. Phần đất dưới chân Ngài, chúng ta sẽ dùng màu chì số 153 để tô vẽ. Mình sẽ tô hào quang cho Ngài bằng bút chì màu vàng số 103. Và cuối cùng, để tạo sự sinh động cho bức tranh, chúng ta sẽ vẽ những bụi cỏ dưới chân Ngài bằng cây bút chì màu xanh số 147. Xin kính chúc tất cả các bạn vẽ được một bức tranh thật là viên mãn. Om ha ha ha, Om Sam Mô Đi So Ha.